Em ấy trục bèn luôn các bạn. Rồi trục bèn luôn các bạn. Một chiếc hai bồn chọn mê tâm lên. Hello, xin chào tất cả các bạn luôn các bạn ơi. Hey, chào mừng tất cả các bạn luôn nha. Hôm nay có những chiếc xe thật tuyệt vời luôn các bạn ơi. Hey, hôm nay chúng ta sẽ có những chiếc xe để leo vóc nha các bạn. Hey, hôm nay xe leo vóc các bạn. Hey, xe leo vóc lên đây các bạn. Đây giống như là một chiếc xe cảnh sát đang leo vóc lên các bạn. Đó. Một chiếc xe cảnh sát đang leo vóc các bạn ơi. Chúng ta ở phía sau có khá nhiều những chiếc xe leo vóc luôn nha các bạn. Đây các bạn ơi, một chiếc xe cảnh sát leo vóc các bạn. Quá tuyệt vời luôn các bạn ơi. Đây, tiếp theo luôn nha các bạn. Đây quá nhiều xe luôn các bạn ơi. Quá nhiều xe luôn. Tiếp theo luôn các bạn. Đã tuột bánh luôn các bạn ơi. Xe cần cẩu đã tuột bánh, xe cần cẩu thang cứu hộ đã tuột bánh nghe các bạn. Quá tuyệt vời luôn các bạn ơi. Tiếp theo các bạn. Đây, một chiếc xe xúc lạc các bạn ơi. Một chiếc xe xúc lạc đang từ từ leo lên các bạn. Đã chạy vào bên trong luôn các bạn ơi. Tiếp theo một chiếc xe các bạn, một chiếc xe. Một chiếc xe chở rác thải các bạn đó, đã tuột dốc các bạn. Đang chạy vào các bạn ơi. Tiếp theo luôn các bạn. Đây. Một chiếc xe ben các bạn đã bị tuột dốc luôn. Một chiếc xe ben các bạn từ từ lên dốc luôn các bạn ơi. Tuột dốc các bạn. Tuyệt vời luôn các bạn ơi. Đây, chúng ta còn khá là nhiều những chiếc xe luôn nha các bạn. Đây, tiếp theo luôn các bạn. Một chiếc xe thể thao màu vàng. Đã bị tuột lốp các bạn ơi. Chạy động cơ quá mạnh. Đó, lên dốc tuyệt vời các bạn ơi. Tiếp theo các bạn, một chiếc xe cần cẩu các bạn. Một chiếc xe múc cát các bạn. Một chiếc xe múc cát luôn các bạn. Đặt kiếm vào cái bánh các bạn. Một chiếc xe cần múc cát đã chạy lên nha các bạn. Tiếp theo các bạn. Đây, một chiếc xe thể thao màu đỏ luôn các. Ô tô thể thao màu đỏ. Động cơ quá mạnh mẽ và đã tuột dốc luôn các bạn. Đã tuột dốc luôn các bạn. Xe thể thao màu đỏ đã tuột dốc luôn các bạn. Quá tuyệt vời luôn các bạn. Đây, một chiếc xe cần cẩu móc các bạn. Một chiếc xe cần cẩu móc các bạn. Đã lên được vóc các bạn. Một chiếc xe cần cẩu móc chạy quá tuyệt vời luôn các bạn ơi. Đây. Tiếp theo luôn các bạn. Đây, một chiếc xe lưu các bạn. Một chiếc xe lưu nha các bạn. Một chiếc xe lưu đang lên dốc các bạn. Một chiếc xe lưu đang lên vóc các bạn. Tuyệt vời luôn các bạn. Rồi. Tiếp theo các bạn, một chiếc xe tải các bạn. Một chiếc xe tải các bạn. Một chiếc xe tải các bạn. Một chiếc xe tải luôn các bạn. Một chiếc xe tải luôn các bạn. Tiếp theo, một chiếc xe tải. Một chiếc xe tải luôn chặn các bạn. Chiếc xe tải mua trần đã tuột bánh nha các bạn. Một chiếc xe tải mua trần các bạn. Động cơ quá mạnh mẽ luôn các bạn ơi.
tiếp theo luôn các bạn. Đây, một chiếc xe bồn trộn bê tông các bạn, lên đắp luôn, nghiền xe luôn các bạn. Một xe bồn trộn bê tông các bạn, quá tuyệt vời luôn các bạn. Tiếp theo luôn các bạn, một chiếc siêu xe các bạn, một chiếc siêu xe nha các bạn, từ từ lên dốc luôn các bạn ơi. Qua đã chạy vào phía bên trong luôn các bạn ơi. Tiếp theo một chiếc xe, một chiếc xe cứu quả các bạn ơi. Từ từ đang lên dốc các bạn, đã đứng lên các bạn ơi. Một chiếc xe. Đây, một chiếc xe cứu quả đã lên dốc không nổi các bạn ơi. Một chiếc xe cứu quả các bạn. Tiếp theo luôn các bạn ơi. Ngoài chúng ta còn rất là nhiều xe các bạn. Chúng ta sẽ rơm rơm những chiếc xe lại vào sát bên luôn các bạn ơi. Chúng ta còn quá nhiều những chiếc xe luôn các bạn. Có cả container luôn các bạn ơi. Đây các bạn. Đó. Quá tuyệt vời luôn các bạn. Đây, một chiếc xe ben chở cát đá luôn các bạn ơi. Đó. Xe leo vóc nha các bạn. Quá chạy quá tuyệt vời. Đây. Tiếp theo một chiếc xe đầu kéo chở hai chiếc xe bên trong luôn các bạn. Lên vóc không nổi luôn các bạn. Quá tuyệt vời luôn các bạn ơi. Đây, tiếp theo luôn các bạn. Đây các bạn, chúng ta sẽ xe chở quái thú luôn các bạn. Xe chở quái thú. Xe chở quái thú tuyệt vời luôn các bạn. Xe chở quái thú chạy chịch đường cây luôn các bạn. Một chiếc xe bồn trộn bê tông màu xanh khá đẹp luôn các bạn. Một chiếc xe bồn trộn bê tông. Tuột ben luôn các bạn. Tuột ben luôn các bạn. Một chiếc xe bồn trộn bê tông lên các bạn. Và đã chạy vào nghe các bạn. Đây, tiếp theo một chiếc xe quân đội các bạn chở vũ khí các bạn. Một chiếc xe quân đội các bạn chở vũ khí luôn các bạn. Tuột dốc đi. Lên các bạn. Một chiếc xe quân đội nha các bạn. Tay quay. Tiếp theo chúng ta còn 3 hành viên nữa các bạn. Đã nghiền xe luôn các bạn. Cái đầu lên luôn. Đây các bạn ơi, đã lên được cái dốc rồi các bạn. Bắt đầu chạy qua thôi các bạn. Đây, chúng ta có một chiếc xe container luôn các bạn ơi. Một chiếc container lại lên không nổi cái đất này các bạn. Đây. Một chiếc container chạy quá mạnh mẽ luôn các bạn. Còn một chiếc cuối nữa các bạn. Một chiếc cuối là một chiếc xe bồn chứa nước các bạn. Một chiếc xe bồn chứa nước nha các bạn. Một chiếc xe bồn chứa nước các bạn ơi. Đã chạy chịch đường gây luôn các bạn ơi. Xe bồn chứa nước chạy chịch đường gây nha các bạn. Một chiếc xe bồn đã bị lật hai lần luôn các bạn. Khi lên cái dốc các bạn. Lên dốc luôn các bạn. Bắt đầu xe bồn sẽ chạy vào thôi các bạn ơi. Đây một chiếc xe chở quái thú các bạn ơi. Một chiếc xe chở quái thú luôn các bạn.
những chiếc xe đã lên vóc và chạy vào đây nghe, để vào nhà nghe các bạn. Đây các bạn ạ. Đó. Quá tuyệt vời luôn các bạn. Rồi, video mình những chiếc xe lên dốc đến đây cũng kết thúc luôn các bạn ạ. Hẹn gặp lại các bạn video tiếp theo nha các bạn. Ồ, quá tuyệt vời luôn các bạn. Chào tạm biệt tất cả các bạn luôn.